Ở trong quý thầy cô và các bạn sinh ra đến được gặp trong quý thầy 18. Các thầy không biết thì thường ngày các em bắt đầu gặp các cô dân bằng cách nào. Hôm nay thì được cách để là mời các em xem video để trả lời các câu hỏi sau.
thế nào là phát triển, ai mà chưa muốn rồi, thế nào là phát triển, thế nào là vận động, thế nào là vận động, phát triển chưa, thế nào là vận động, vận động. Để các tìm hiểu về thế nào là vận động phát triển, thầy sẽ cùng với các em trường trò chơi, và trò chơi của thầy có tên là nhanh tay nhanh mắt. Và thầy đã có một bảng bên là vận động, một bên là phát triển, và các em hãy quan sát hình ảnh sau đây. Thầy có hình ảnh sau đây, thầy có bốn hình ảnh sau đây, và bằng những cái bằng việc các em đã nghiên cứu trong sách giáo khoa cũng như sự chỉnh điểm nhà, thì các em sẽ sắp xếp các hình ảnh xem trong bốn hình ảnh này hình ảnh nào theo các em là vận động và hình ảnh nào theo các em là phát triển. Đồng thời thầy cũng có một nhận định, mà nhận định này thì đã cứu một số các em từ và người ta gọi là từ khóa. Rồi, các em hãy sắp xếp một thầy xem, nhận định một là nhận định nó nên vận động, nhận định hai là nhận định nó nên phát triển, hay là nhận định hai là vận động và nhận định một là phát triển. Vâng, các em đã hiểu yêu cầu của thầy. Và sau khoảng thời gian nghiên cứu thì thầy sẽ mời mỗi một nhóm nhóm của chúng ta sẽ có hai người lên. Khi thầy hồi hiệu lệnh thì một nhóm chỉ hai thành viên sẽ lên và đính vào cái bảng mà thầy đã và đính cái đây vào bảng và thầy đã có trên cái bảng sẵn rồi. Các em có hỏi gì về yêu cầu của thầy không? Các bạn rất rõ yêu cầu của thầy không? Rồi, cảm ơn các em. Và thời gian các em nghiên cứu về cái để tìm hiểu là hai phút. Các bạn đồng ý chưa? Các em ơi, đừng nói một tí nữa đây. Các em có hỏi thầy mời các em lên giảng, chắc là các cô nhóm lên giảng nhóm ba có kết quả khác nhóm em, họ đâu chưa là
em thì em mới bảo lệnh ý kiến của nhóm là ngành này là các bạn ạ. Hình ảnh này nói lên đây là hình thức, đây là bất động, chính các em chưa phải là các em phát triển. Được, cảm ơn em. Các bạn chào, chào các bạn, chào các bạn. Rồi các bạn có thể nghe khi mà mình nói rồi, vận động là mọi sự biến đổi, biến hóa nói chung các phương tiện trong giới. Còn phát triển là vận động, nhưng đấy là vận động gì ạ? Theo chiều hướng tiến lên của cái sự phát triển thì đấy là cái mà mình nói. Và kết quả như vậy thì mình thấy là trước hết là đánh giá cao nhóm số 4, nhóm số 2, nhóm số 1 cùng quan điểm ở bánh này. Và hơn nữa, ngoài cùng quan điểm thì đấy là cái đấy có cơ sở khoa học. Còn nhóm số 2, chưa nhóm số 3 thì có lẽ là chúng ta về phần này chúng ta sẽ còn phải tìm tiếp một phần của bài để hoàn thiện phương pháp là cái này. Tuy nhiên cái phần trình là chưa kết thúc, chúng ta còn một cái. Và bây giờ mới lúc mà các em phải làm gì? Các em vừa được tìm hiểu về kỹ năng vận động và đã tìm thấy là phát triển rồi. Và bây giờ thì mình muốn khắc sâu hơn với cả các em kiến thức về vận động phát triển. Các em đang có một cái bản so sánh về vận động về phát triển, và các em hãy giúp thầy chỉ ra những điểm giống nhau cũng như điểm khác nhau của vận động phát triển. Thời gian của các em lần lượt là 3 phút. Các em nhất các cái tổng kết tạo cái to ra để lên giá của mình. Thế nào là giống nhau không? Nhóm 2, nhóm 3 các bạn.
một phần đã có một vài khác nhau ở trong cái bây giờ vâng bây giờ thầy mời nhóm vào trong nhất thầy mời nhóm người ngồi trong nhất đây nhóm của Thiên nhóm kia nhưng mà thầy sẽ không ngồi thầy kia báo cáo mà thầy mời em sẽ trình bày kết quả của nhóm mình lần đưa ra phân tích xem là nhóm của mình chiến thắng và chúng ta sẽ có phần quà dành cho nhóm chiến thắng, nghe được không ạ? Nhóm nào
Nếu nói là tác phẩm tranh bạn cảm thấy là tác phẩm gì?
vâng. Bức tranh thứ hai là vận động hóa học. Bức tranh hai vận động hóa học. Bức tranh ba là vận động vật lý. Bức tranh ba là vận động vật lý. Thank you.
nào cứ đứng bất lưu của thể lực vật chất. Các em đã có hai phần của mình làm, các em cho các em tỏ sự thú vị. Và bây giờ mình muốn các em củng cố thêm cái tình cảm trong một đó, trong cả những người cùng trong đội của mình. Và yêu cầu của thầy là thầy sẽ có các tình huống học tập cá nhân, các em hãy thảo luận nhóm đôi, thảo luận đôi, đúng không? Trong đó các em sẽ thảo luận đôi, trong đó sẽ có hai, có phiếu số 1 và phiếu số 2 với các yêu cầu khác nhau, được. Và các em thời gian cho các em để thực hiện cái học tập cá nhân này là 3 phút, sau đó các em sẽ báo cáo kết quả của mình. Phần làm việc của các em bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trên này của thầy. Chắc các em chẳng có kết quả rồi. Bây giờ các em hãy quan sát và đưa ra cho thầy xem. Thầy này là khu rất đông nhiên của nhóm khối. Và đây là khu số 1 của bạn Nguyễn Văn Hoàng và bạn ở đây. Ví dụ như cách về cái sự phát triển trong tự nhiên thì bạn cho rằng là phân hạt giống theo thời gian của trở thành cái cây. Hạt giống thì cái cây để phát triển trong tự nhiên. Thì các em có ý kiến gì các em có ý kiến nhỉ? Thứ hai là trong xã hội là từ gần nguyên thủy phát triển thành cái đồ đá. Nguyên thủy phát triển thành cái đồ đá. Đây là chó kiến, hiện đại văn minh. Còn phát triển trong tự nhiên là nhờ sử dụng dạy dỗ tác động của môi trường sống với con người. Tư duy con người ngày càng trở lên. Các em đang nhận xét gì về câu trả lời của bạn? Nó đã rõ ràng chưa? Nó đã rõ ràng chưa? Mà chúng ta lấy ví dụ như này. Nhưng ví dụ chúng ta chưa sử dụng tiếp tục. Chưa sử dụng có một vài số bạn chúng ta lấy cần. Vẫn còn tranh vận của bạn. Để mà học vật. Ở phiếu số 2 của nhóm 1. Thì ở đây các bạn không ghi tên. Nhưng tôi thấy là biết tất những điều có thể xảy ra cho những tình huống sau đây. Nếu trái đất ngừng quay thì những sự vật trong tự nhiên như nước biển, từ trường, lý quyển vân vân vẫn tiếp tục vận động theo quy luật vận động cũ, gây ra cảm giác kinh khủng nhất trong lịch sử. Vâng, và thứ hai là khoa học cơ thể sẽ bị khống chế bởi vì cơ thể sẽ mất đi sự sống nếu các tế bào không hoạt động như vậy. Nếu các phân tử không tồn tại được phút vấn đề thì sẽ không tồn tại các hợp chất, cuộc sống sinh hoạt của con người sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu mọi sự vật đều không vận động phát triển nữa thì mọi sự hiện tượng không tồn tại sự sống. Và từ các câu trên, đây là câu hỏi thứ nhất, thì em rút ra là chuyện là vận động phát triển là quy luật tất yếu bởi thế giới vật chất. Em thế nào? Hay rồi ạ. Tôi sẽ nói cả các bạn ở đây, tôi sẽ mời các bạn xem một chút về một cái video để cùng thêm với cả các bạn. Xin chào các bạn. Có bao giờ các bạn tự hỏi rằng điều gì sẽ đến với trái đất nếu đột nhiên có chuyện thảm khốc xảy ra? Tận thế, diệt vong hay hoàng hôn của nhân loại luôn là chủ đề cuốn hút với cả giới khoa học lẫn các cư dân trên khắp hành tinh. Và có thể đó là lý do tại sao Hollywood lại sản xuất rất nhiều bộ phim về sự kết thúc của trái đất. Chào mừng các bạn đến với video điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất ngừng quay. Có thể các bạn không chú ý tới rằng ngay tại thời điểm các bạn đang xem video này thì trái đất vẫn tự quay với vận tốc rất lớn. Nếu bạn ngồi tại xích đạo thì Zoom TV xin được chúc mừng, bạn là người quay nhanh nhất hành tinh với vận tốc lên đến 1670 km/h. Tuy nhiên không chỉ có con người mà tất cả mọi thứ trên trái đất đều đang xoay xung quanh trục của nó. Nếu đột nhiên trái đất quay chậm lại và dừng hẳn thì theo quán tính tất cả vẫn sẽ tiếp tục chuyển động. Khi đó nếu không ở hai đầu điện cực của trái đất thì cơ thể của chúng ta sẽ trở thành một viên đạn được bắn đi về hướng đông với vận tốc 1600 km/h. Như vậy là các em thấy là một minh chứng rất bất phục cả nếu trái đất của mày thì kìm của ớt. Vậy bài học thì rút ra từ ngày việc thế giới vật chất luôn hay là phát triển là quy luật tất yếu của thế giới. Thế giới vật phát triển là quy luật tất yếu của thế giới vật chất từ đem lại cho các em bài học. Hay các rút ra bài học thì từ ngày việc biết về điều này. Thật mời các anh ngồi cuối. Em rút ra được bài học cuối thì cho bản thân từ cái việc là thế giới. Chúng ta dùng nói ở phần 3 rồi, phát triển là phương thức rất tốt của thế giới. Vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất này. Phát triển là phương thức tất yếu của thế giới vật chất này. Từ để đem lại cho em bài học ấy. Bài học của em là nếu thế giới vật chất không vận động và phát triển thì trời sao bên này, bên gặp khó khăn quá mới trả lời câu hỏi không? Còn em gái mình phải là có người tư tưởng tiến bộ, đúng không? Ủng hộ cái mới.
mới. Hãy cứ người cao nghe em là rất thứ. Vâng, thông điệp mà thầy gửi tới với cả các em khi chúng ta nói với nhau phát thế giới chất lượng vận động phát triển và phát triển là nguyên tắc yếu của thế giới là như vậy, tránh thái độ thành kiến bảo thủ và phải có cách nhìn về sự tiến bộ để trạng thái phát triển. Tất cả những điều mà thầy đã trình bày với các em có lẽ sẽ là không đủ, bởi vì nếu như có trình bày thế trình bày nữa, tất cả chi thức mà thầy nói với các em sẽ vẫn còn là hữu hạn. Vậy thì hãy kiểm chứng xem những điều chúng ta nhận thức được